tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay sau một tuần nghỉ Tết, em đã quay trở lại làm việc và mọi người cũng thấy đúng không ạ? Em xin mời mọi người sẽ cùng em tìm hiểu về một dòng sản phẩm của ô tô, đó chính là dòng sản phẩm của hãng Chevrolet, Chevrolet Corvette C8 2020. Sau nhiều hình ảnh úp mở đã có nhiều từ nhiều tháng trước, hôm nay Chevrolet đã bóc lớp ngụy trang và chính thức giới thiệu Corvette thế hệ thứ 8 hoàn toàn mới C8. Bước sang thế hệ mới, Corvette đã lột xác với thiết kế táo bạo hơn và đặc biệt siêu xe nhà Chevrolet đã chuyển sang sử dụng động cơ đặt ở giữa mid-engine Pittsburgh. Khi nhắc đến các dòng xe cơ bắp mang tính biểu tượng của Mỹ như hãng Ford có Mustang, Dodge có Challenger và Chevrolet có Corvette, với lịch sử 66 năm trải dài qua 7 thế hệ với nhiều lần nâng cấp khác nhau, bước sang thế hệ mới C8 Corvette được đổi mới với thiết kế động cơ V8 được bố trí đặt sau thay vì đặt trước. Điều này khiến phần đầu xe không còn dài như trước. Việc chuyển động cơ từ đặt trước front engine sang đặt sau mid engine mang lại sự phân bố trọng lượng giữa hai trục tốt hơn nhằm tăng cường khả năng xử lý, đồng thời lắp capo thấp hơn cho phép người lái quan sát tốt hơn. GM cho biết thiết kế của Corvette Stingray 2020 được lấy cảm hứng từ các dòng máy bay chiến đấu Lockheed Martin F-22 và F-35 và mang phong cách của xe đua công thức 1. Có thể nói Corvette Stingray 2020 mang đến thiết kế cao cấp và đầy sự mềm mại, gợi cảm có thể bắt gặp trên các dòng siêu xe đắt tiền từ các thương hiệu như Ferrari và McLaren. Phần đầu xe nổi bật với 3 khe hút gió lớn đặt thấp mang lại hiệu suất khí động học, đèn pha thiết kế mới với đường viền LED hình chữ V ngược. Nhìn từ bên hông, GM đã thiết kế cho Corvette một khe hút gió làm mát động cơ đặt sau. Chi tiết này là điểm nhấn cho siêu xe Mỹ khi nhìn ngang. Từ phía sau, mặc dù đã đổi mới từ A đến Z toàn bộ thiết kế, nhưng Corvette Stingray 2020 vẫn mang đến dấu ấn của thế hệ C7. Người yêu Corvette có thể nhận thấy phong cách thiết kế cụm đèn hậu mới mang nhiều LED tương đồng với Corvette C8. Đáng chú ý, cụm ống xả đặt ở giữa với 4 miệng xả hình tròn đã biến mất. Thay vào đó, cặp ống xả kép hình vuông mới được trải đều sang hai bên, tạo nên sự cân bằng, đồng thời nổi bật lên thiết kế thể thao của xe khi đi cùng với bộ khuếch tán khí động học. Lắp che động cơ là một tấm kính dày khoảng 3,2mm. Trái tim của Corvette Stingray 2020 chính là khối động cơ V8 dung tích 6.2 lít Schmalbach LT2, thế hệ tiếp theo của Chevy. GM cho biết đây là khối động cơ V8 hút khí tự nhiên N/A duy nhất trong phân khúc có công suất tối đa 495 mã lực mô men xoắn đạt cực đại 637. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau thông qua hộp số ly hợp kép 8 cấp được thiết kế bởi hãng Chemex cho khả năng truyền số nhanh chóng và mượt mà, hộp số thông minh hơn nhờ vào thuật toán điều khiển hộp số. Ở số 1, tối ưu lực kéo để hỗ trợ cho khả năng tăng tốc nhanh chóng. Số 2 đến số 6 cho động cơ đạt đỉnh của công suất. Số 7 và số 8 vận hành mượt mà hơn khi áp lực cơ học thấp, tiết kiệm nhiên liệu. Các chế độ lái trên Corvette 2020 được mở rộng từ 4 đến 6, bao gồm Weather, Tour, Sport, Check, My Mode. Cài đặt kiểu lái xe ưa thích có chế độ Z được đặt tên theo G06, GR1 và G51. Kích hoạt thông qua nút Z trên vô lăng nhằm đưa đến chế độ My Mode. Tiến thêm một bước, nó cho phép người lái điều chỉnh động cơ. Corvette Stingray 2020 sở hữu bộ vi sai chống trượt điện tử được tích hợp với một cụm chung với hộp số bố trí kiểu Chainstrike giúp điều chỉnh phân bố mô men xoắn giữa các bánh sau cho phép xe hoạt động ổn định. GM đã bố trí động cơ và hệ thống chuyển động đặt thấp cho phép Corvette 2020 có trọng tâm thấp hơn trước nhằm tăng cường khả năng xử lý. Để hạ thấp động cơ, Corvette Stingray 2020 được trang bị Cateco Dry Sump
gắn trên động cơ. Bên cạnh đó, hệ thống bôi trơn của động cơ LT2 được thiết kế để luôn cung cấp dầu bôi trơn ổn định và tối ưu cho động cơ. Khi xe vận hành, khi ra vào cua, thậm chí ở lực hơn 1G ở mọi hướng. Bên cạnh đó, hiệu suất làm mát động cơ đã tăng lên 25% so với C7 trước đó. GM cho biết Coretti Stingray 2020 được thiết kế để vận hành thoải mái khi lái xe trên đường cao tốc và tăng cường khả năng xử lý trên đường đua. Xe được trang bị hệ thống phanh công nghệ EPOS cho khả năng phản ứng linh hoạt và chính xác. Hệ thống treo trước có khả năng nâng lên tạo ra khoảng sáng trên 40mm ở cản trước trong thời gian 2,8 giây. Điều này bảo vệ cản trước tránh bị va đập. Khi qua các ổ gà, đường dốc, nó có thể hoạt động ở tốc độ xe chạy 24 mph, tức là 34 km/h, và đặc biệt nó được lập trình để hoạt động tự động thông qua GPS để ghi nhớ tới 1.000 vị trí. Thế hệ thứ 8 của Coretti Stingray sở hữu buồng lái nền tảng xe kỹ thuật số mới của GM, bao gồm đồng hồ hỗ trợ lái sử dụng màn hình 12 inch, màn hình cảm ứng trung tâm tích hợp hệ thống thông tin giải trí thế hệ mới, hệ thống âm thanh tiêu chuẩn 10 loa và hệ thống Bose Promotion Series 14 loa tùy chọn sạc điện thoại không dây. Bên cạnh đó, Coretti có 3 tùy chọn cấu hình ghế ngồi gồm GT1, GT2, Combination Sport sử dụng nhiều vật liệu da Molan, Lapa và trang trí carbon khác nhau. Chevrolet chưa công bố giá bán Coretti Stingray 2020. Được biết, xe sẽ có giá bán tại Mỹ dưới $60,000 sau khi được bán ra. Coretti Stingray mới sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ trong phân khúc xe thể thao tầm trung, đồng thời nối tiếp di sản trải dài và đầy tự hào của dòng xe Coretti. Em rất mong rằng những chia sẻ đây cũng góp ích phần nào để cho anh em có đam mê với dòng xe thể thao có thể tìm hiểu thêm một chút. Do hôm nay là em đang ốm nên là giọng của em nó cũng có ảnh hưởng đôi chút. Rất cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại ở mọi người những video tiếp theo. Chúc mọi người một năm mới thật là mạnh khỏe, công việc đắc thắng, đắc lợi. Em xin chào mọi người.